Buổi chiều hôm nay tôi sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh em chị em một cái phần mà chúng ta đã bắt đầu lần trước. Cái chủ đề chính nó vẫn là sự phục hưng, sự mới lại, làm mới lại, tức là làm tươi mới lại, phục hồi lại, làm mới lại. Nhưng mà lần trước chúng ta đã suy gẫm đến cái phần hành trình của chúng ta là hành trình, là những con người đi trên đất này tạm bợ, và chúng ta là những người lữ khách, chúng ta là những người ở tạm trên đất này. Cho nên nếu chúng ta để gánh nặng vương vấn trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta sẽ không đi xa được, đi cao, đi xa được, và nếu mà cần chạy thì không chạy được nhanh và đến đích được. Lần trước chúng ta đã suy gẫm về sự quăng gánh nặng, muốn chúng ta muốn cái hành trình đó chúng ta đi đến nơi đến chốn, và Thánh Phaolô cũng ví như là cuộc chạy đua. Nếu mà chúng ta chạy đua thì chạy đến đích, và cuộc chạy đua này đó không phải ở thế gian, cuộc chạy đua chỉ có 1, 2, 3 được phần thưởng, nhưng mà cuộc chạy đua của chúng ta không phải là đứng chạy về thứ nhất, chạy về thứ nhì, chạy về thứ ba, nhưng mà chạy đến nơi, đến đích, tức là đức tin mà chúng ta đón nhận nơi Chúa, chúng ta đi cho đến cuối cùng. Mà muốn đi cho đến cuối cùng thì lời của Chúa đã nhắc nhở anh em chị em chúng ta là phải quăng gánh nặng, nhiều gánh nặng trần thế, nhiều lắm anh em chị em, nhiều lắm. Và rồi gánh nặng không những gánh nặng không thôi, và tội lỗi dễ vất vương, hai điều đó là điều mà chúng ta đã suy gẫm. Quăng thôi, nhưng mà lời của Chúa, chúng ta trở lại trong Ê-sai, chúng ta sẽ đọc và chúng ta sẽ tìm thấy Ê-sai đoạn 40. Tôi đọc cho anh em chị em từ câu 29 cho đến câu 31. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ có sức. Những trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Những ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt mỏi, mệt nhọc và đi mà không mệt mỏi. Đó là lời của Chúa cho chúng ta thấy cái hình ảnh giàu ngày hôm nay đó anh em chị em, là những người đầy ơn Chúa, là những người được trang bị mọi sự đầy đủ trong hành trình chúng ta đi với Chúa. Nhưng mà chúng ta nhớ tất cả những việc gì ở thế gian này, và ngay cả con người yếu đuối của chúng ta, sẽ khiến cho chúng ta ở những lúc mang những cái này, rồi khiến cho chúng ta có thể yếu đuối vấp ngã trong cái hành trình đó. Ở đây cho chúng ta thấy hình ảnh người trai trẻ, tức là nếu mà chúng ta là người mạnh mẽ công Chúa đi chăng nữa đó, nếu mà chúng ta mang cái nặng đầy dẫy ơn quyền năng của Chúa, mà chúng ta mang cái nặng thì sự nặng nề đó sẽ khiến cho chúng ta mệt mỏi, chúng ta không đi xa được. Nên lời nhắc nhở mà Chúa, không những Chúa Giêsu cũng đã nhắc nhở cho chúng ta, và Thánh Phaolô cũng đã nhắc nhở cho chúng ta, Thánh Phaolô thì nói như thế nào, là quăng gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương. Còn Chúa Giêsu thì nói với tôi, với anh em chị em, với những kẻ mệt mỏi hãy đến cùng ta. Anh em chị em, Chúa Giêsu nói, Chúa không phải nói với những người không biết đến Chúa, Chúa Giêsu nói đến những người biết đến Chúa. Tôi nói với những kẻ mệt mỏi, điều đó cho chúng ta biết một điều gì, là hành trình chúng ta đi trên đất này có những lúc chúng ta mệt mỏi, bệnh hoạn mà chúng ta đang chiến đấu với nó làm cho chúng ta mệt mỏi. Rồi anh em xem, là những người còn trong tuổi đi làm, công ăn việc làm, nhiều khi sự mất công ăn việc làm cho chúng ta mệt mỏi. Vì sao? Vì nhu cầu gia đình, con cái,
Nếu là thân thì đơn giản hơn cho chúng ta, nhưng mà nếu chúng ta có gia đình, đó là một cái nạn mà chúng ta phải giải quyết. Cho nên có những lúc cái nạn thì chúng ta không ăn nổi. Vừa vậy lời Chúa nói là người cha trẻ cũng mệt mỏi, có những lúc rồi bệnh hoạn làm cho chúng ta mệt mỏi, rồi sự xung đột trong gia đình có những lúc làm cho chúng ta cũng mệt mỏi, gánh nặng. Anh em chị em, cái thế giới chúng ta sống là cái thế giới đã bị đổ xá rồi, là cái thế giới lời Kinh Thánh nói như nào, ma quỷ cai trị cái thế gian này. Có nhiều người nói thế thì tại sao lời Chúa nói là Chúa đặt người này trên ngôi vua, nhưng anh em chị em ơi, Chúa cho họ, nhưng mà nhớ cái quyền ảnh hưởng là Adam đã trao cho ma quỷ rồi, Satan rồi. Cho nên nó cũng là một thành phần đem con cái nặng vào trong đời sống chúng ta qua sự cám dỗ. Nếu chúng ta ngã trong sự cám dỗ thì đó là gánh nặng, không những gánh nặng về tinh thần, nhưng mà gánh nặng về tâm linh, tội lỗi vẫn vương chúng ta. Chúng ta không đi được, rồi ma quỷ lại đến nói với chúng ta là thôi, đã lỡ rồi, chắc Chúa không còn tiếp đón ngươi nữa đâu, tôi đi luôn đi. Anh em chị em, tội lỗi vẫn vương và làm cho chúng ta không đi một cách hanh thông mạnh mẽ được. Bởi vậy lời Chúa cho chúng ta biết, và chính Chúa cũng cho kêu gọi chúng ta, nếu mà chúng ta ở trong cái hoàn cảnh như vậy, đừng có tìm cách biệt riêng ra, tách xa mọi người, nhưng mà hãy đến với mọi người. Anh em chị em, kẻ thù nghịch chỉ tìm cách nuốt những người có thể nó nuốt được, mà cái dễ nuốt được nhất đó là một mình. Chúng ta xem xét con sư tử với những cái bầy bò, bầy chiên ở trong rừng đó, nhất là Phi Châu. Chúng ta xem những phim ảnh về hoang dã thú đó, chúng ta thấy như thế nào. Con sư tử nó rình khi nào con mồi ở một mình. Khi sự cám dỗ đến, nếu mà chúng ta vấp ngã, rồi kẻ thù nghịch nói trong tâm trí mình, Chúa không còn nhận mình nữa đâu, để cho chúng ta tách xa. Thay vì đó là những lúc chúng ta cần phải chạy đến với Chúa để giải quyết vấn đề. Đó là cơ hội mà nó sẽ đem chúng ta đến sự hủy diệt và cướp mất những gì mà Chúa ban cho chúng ta, tức là sự sống đời đó. Thế vậy, ở đây lời của Chúa cho chúng ta rất là rõ. Cho nên hành trình mệt mỏi đó, cho nên chúng ta cần phải có sự phục hồi lại trong cái sự chiến đấu mà chúng ta đối diện hàng ngày, vì những nhu cầu ở tận thế này mà làm cho chúng ta mệt mỏi, nặng nề và vấp ngã nếu sự cám dỗ đến. Chúng ta cần phải được phục hồi lại. Chớ có ai trong lúc bị cám dỗ mà để cho kẻ thù nghịch nói trong tâm trí mình là Chúa từ bỏ mình. Không, Chúa không từ bỏ chúng ta đâu anh em chị em. Ân điển của Ngài dư thừa để đem chúng ta trở lại và phục hồi chúng ta lại trong sự tương giao với Chúa. Thế nên đừng bao giờ tách chúng ta rời khỏi cộng đồng người tin Chúa, tức là Hội Thánh. Đừng bao giờ để cho kẻ thù nghịch nói trong tâm trí mình rằng chúng ta không thể nào đi tiếp tục được. Không, anh em chị em ơi, Chúa nhắc nhở chúng ta hãy đến với Ngài. Đến với Chúa để làm gì? Đến với Chúa để làm gì? Đó, đến với Chúa để làm gì? Thứ nhất, nếu chúng ta mang gánh nặng ở trần thế này thì Chúa, lời Chúa sẽ nhắc nhở chúng ta hãy buông gánh nặng đó ra. Và nếu chúng ta là những con người đã bị vấp ngã, yếu đuối và có thể vấp phạm vào lời Chúa, thì đây là cơ hội mà chúng ta đến để giải quyết vấn đề đó với Chúa. Xin lỗi Chúa, xin Chúa thêm sức cho mình để mình bước đi trong sự đắc thắng trong những hành trình sắp tới. Nhưng mà như vậy chưa đủ, mới cứ giải quyết vấn đề buông thôi. Nhưng mà mệt mỏi rồi, cái thù nghịch đã đánh đập mình một cách nghĩa là tan nát rồi, rồi mà còn chúng ta nữa, nặng gánh nặng nhiều quá rồi, mệt mỏi rồi, muốn buông hết tất cả rồi. Bây giờ đến với Chúa thì sao? Đó là lời Chúa. Ở trong cái Ê-sai 40 mà chúng ta vừa đọc qua, chúng ta thấy rằng
người trai tráng, vóc dáng mòn mỏi, mệt nhọc, bây giờ thì làm sao? Ở trong hoàn cảnh đó thì làm sao? Đến với Chúa. Đó là lý do mà Chúa Giêsu mời gọi anh em chị em chúng ta. Ngài luôn luôn mời gọi, mời gọi chúng ta đến. Đến để làm gì? Mệt mỏi thì chính Chúa, Thần Linh của Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên chúng ta, và Ngài là đấng duy nhất có thể thêm sức lực cho chúng ta. Anh em chị em cùng xem với tôi trong trong Thi Thiên đoạn 104 thì câu 30 chúng ta sẽ thấy lời của Chúa nhắc nhở cho chúng ta. Thi Thiên đoạn 104 câu 30: Chúa sai thần Chúa ra, chúng nó được dựng nên, Chúa làm cho mặt đất ra mới. Ở đây lời của Chúa nói đến cái hình ảnh mà Thần Linh của Đức Chúa Trời là đấng không những Ngài tạo những loài vật mà trong cái phần ở trên đã nói, nhưng mà Ngài, Thần Linh của Đức Chúa Trời là đấng cũng tạo dựng cho chúng ta. Chúng ta nhớ không, trong câu Kinh Thánh đầu tiên trong sách Sáng Thế Ký nói như thế nào? Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất, Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt vực. Thần Đức Chúa Trời là những nhà thiết kế, Chúa thiết kế con người như thế nào, giống như nhà kiến trúc sư thiết kế cái nhà như thế này, Ngài thiết kế con sư tử như thế nào, Ngài thiết kế con cá như thế nào, Ngài thiết kế mặt trăng như thế nào, mặt trời như thế nào. Rồi bây giờ lời của Chúa bắt đầu phán và tất cả những điều đã được thành, giống như những người kiến trúc sư thiết kế cái nhà này, nhưng mà nó chưa được hoàn thành, cho đến khi nào có lời phán là chúng ta bắt đầu. Cho nên Thần Linh của Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên chúng ta, Ngài biết con người chúng ta sức lực như thế nào, và lại con người của chúng ta yếu đuối như thế nào kể từ ngày Adam phạm tội. Con người mất đi cái uy quyền mà Đức Chúa Trời ban cho họ, không những mất đi cái uy quyền đó mà rồi ngay cả sức lực vật chất của con người, vật lý của con người cũng suy giảm một cách trầm trọng, đến nỗi con người không thể nào sống đời đời được nữa, mà con người phải trở về với đất. Và sau khi Adam Eva phạm tội rồi thì Chúa nói ngươi trở về với đất, nhưng mà còn kéo dài tới gần 1.000 năm mới trở về. Thì anh em chị em thấy cái sự gần gũi Chúa, Thần Linh của Đức Chúa Trời tác động trên con người trong buổi đầu tiên nó như thế nào. Cho nên cái sức lực đó chỉ có đến từ Chúa thôi, từ Thần Linh Đức Chúa Trời. Bởi vậy lời Chúa nói cho chúng ta biết rằng Thần Linh của Đức Chúa Trời, khi mà chúng ta đến với Chúa đó, đến với Chúa không những buông bỏ gánh nặng, không những xưng tội lỗi ra, nhưng mà đây là cơ hội mà chúng ta sẽ được làm mới lại. Lời Chúa cho chúng ta thấy rõ Ngài làm mới lại, không những Ngài dựng nên mà rồi Ngài làm mới lại chúng ta. Những cái gì đã cũ, những cái gì mệt mỏi, những cái gì không còn có thể sử dụng được nữa, Ngài thay thế. Không những Ngài làm cho nó mới lại không thôi, mà là Ngài còn thay thế nếu nó hư hỏng. Anh em chị em chúng ta thấy này, bây giờ người nào có những dụng cụ mà ở nhà mình đó bằng đồng, bằng kim loại, chúng ta thấy lâu ngày nó sao, cái bóng loáng của nó, cái ánh đẹp của nó mất đi. Người ta làm sao? Người ta đánh cho nó để làm cho nó như mới lại. Thì chúng ta đến với Chúa, Thần Linh của Đức Chúa Trời là đấng sẽ làm cái công tác phục hồi, tái tạo, làm mới lại, và nếu cần thay thế thì Ngài thay thế những cái hư hỏng trong thân thể chúng ta, trong tâm trí chúng ta, trong cảm xúc của chúng ta. Có những người ngày hôm nay bụi bặm thế gian đã đóng đầy hết rồi, thì phải được chùi rửa sạch sẽ,
Chúng ta một cái hình ảnh nữa tôi để ý cho, để anh em xem để ý này. Chúng ta thấy cái trái táo đó, khi mà mới ra đó, nó mới ra đó, nó rất là bóng, nhưng mà đến lâu ngày cho đến lúc mà chúng ta sắp sửa hái ăn đó, chúng ta không nói đến là xịt thuốc hay là đánh sáp này kia nọ, chúng ta thấy nó không còn bóng giống như lúc mà nó mới được ra đó. Thì đôi khi chúng ta ăn, chúng ta làm gì, chúng ta đánh cho nó sạch hết, nhất là những người nào ăn vỏ, ăn táo ăn cả vỏ, tôi ăn táo tôi ăn cả vỏ, tại vì đó là cách ăn táo tốt nhất và hợp sức khỏe nhất, chứ không phải là gọt vỏ vứt đi. Giờ chúng ta trở về thì chúng ta thấy chúng ta cần làm được làm mới lại, cần được đánh bóng, cần được thay đổi cái gì nó đã hư hỏng, cái gì nó đã sa sút, cái gì nó đã yếu đuối. Và rồi lời Chúa cũng kêu gọi ở trong Gia-cơ nói với anh em chị em chúng ta trong đoạn 4, nói là hãy đến gần. Ở bên trên đó thì Chúa kêu gọi, nhưng mà bây giờ đến lúc thực hành thì Ngài nói với chúng ta, Chúa đã đến rồi, anh em chị em, Chúa đã đến với chúng ta rồi. Phần chúng ta ngày hôm nay, chúng ta phải đến với Ngài. Và vậy lời Chúa nói, hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Nếu chúng ta muốn phục hồi, nếu muốn chúng ta muốn sức mới từ Chúa, anh em ơi, chị em ơi, chỉ có một cách duy nhất thôi. Sự mệt mỏi trong thế gian này mà chúng ta đang đối diện, rồi tội lỗi mà mình vương vấn, kẻ thù nghịch đang nói trong đầu mình, định tội cho mình, làm sao chúng ta giải quyết được? Chỉ có đến với Chúa. Amen. Chúng ta phải đến với Chúa, vì Chúa đã đến với chúng ta rồi. Cũng như chúng ta không sống trong thời gian cựu ước, là chúng ta không có cơ hội được nghe nói rằng Chúa ở giữa chúng ta. Đức Chúa Giêsu đã đến với thế gian này rồi, Ngài ở giữa chúng ta rồi. Cho nên phần chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đến với Ngài trong mọi cơ hội. Khó khăn, mệt nhọc, muốn bỏ cuộc trong việc làm, trong gia đình, trong sự hầu việc Chúa, anh em chị em, sự hầu việc Chúa là chúng ta luôn luôn đối diện với sự khó khăn, anh em chị em. Người nào cứ bắt đầu đi rồi chúng ta biết liền. Nhưng mà không phải vì vậy chúng ta sợ hãi. Nhớ, chúng ta sống trong, chúng ta là những người được trang bị ơn quyền năng của Chúa. Mặc dầu có sự khó khăn, mặc dầu có sự nguy hiểm xảy đến, bởi vì kẻ thù nghịch luôn luôn tìm cách cướp phá đời sống chúng ta. Nhưng mà anh em chị em ơi, hãy nhớ một điều, Chúa ban cho chúng ta sự đắc thắng. Chúa ban cho chúng ta sự đắc thắng. Không phải vì sự khó khăn mà chúng ta không làm công việc của Ngài, bởi vì đó là phương cách mà kẻ thù nghịch chúng ta tìm cách ngăn trở chúng ta thôi. Cho nên mình phải biết để mà mình chiến đấu với những sự khó khăn đó trong hoàn cảnh khi điều đó xảy đến. Chúng ta hay đến gần thì Ngài đến gần chúng ta. Đó là lời hứa của Chúa, đó là kinh nghiệm của sứ đồ Gia-cơ viết lại cho chúng ta. Chúng ta nhớ tất cả những thơ tín mà các sứ đồ viết, đó là có những thần linh của Đức Chúa Trời mặc khải, nhưng mà kinh nghiệm của họ qua sự dẫn dắt của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Cho nên họ viết lại, hãy đến gần Chúa thì Ngài sẽ đến gần chúng ta. Còn chúng ta đó, tôi quý vị đó, khi cầu nguyện đó, thì mình cứ muốn Chúa đến gần của mình. Nhưng mà Chúa bảo mình đến gần thì Chúa đến bằng cách nào? Đó. Thực sự chúng ta suy gẫm cái phần mà Ê-sai phần 40 câu 31. Đến với Chúa làm gì? Ở trong Ê-sai đoạn 41 và 40 câu 31 thì nói cho chúng ta rằng những ai trông đợi, tức là đến đợi Chúa, đến đợi Chúa. Ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt mỏi, đi
chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi, thì chúng ta đến. Anh em chị em, chúng ta là những con người ngày hôm nay, nhất là tôi và quý vị sống trong cái xã hội mà gọi là mì ăn liền, hoặc là máy bán thức ăn, máy bán nước uống. Chúng ta chỉ bỏ tiền vô rồi chúng ta bấm, chúng ta có thức ăn. Cho nên đôi lúc chúng ta cũng có cái sự suy nghĩ như vậy đến với Chúa. Đương nhiên có những việc khẩn cấp Chúa trả lời chúng ta tức khắc, nhưng mà có những việc mà Ngài muốn chúng ta đến để chờ đợi. Anh em chị em, chúng ta muốn nghe tiếng Chúa không? Chúng ta muốn Chúa nói chuyện với mình không? Tôi hỏi quý vị, Chúa chúng ta muốn nói chuyện với mình không? Muốn chứ, phải không? Bởi vì chúng ta là con Chúa thì chúng ta phải nói chuyện với Chúa, và Chúa cũng muốn nói chuyện với mình nữa. Chúng ta nói chuyện với Chúa nhiều lắm, khi mình đến mình nói, mình không cho Chúa nói chi hết, xong thì mình đứng lên amen. Bởi vậy đây là cái lời mà tiên tri Ê-sai nhắc cho chúng ta: người nào trông đợi Đức Giê-hô-va, tức là người đó làm gì? Người đó ngồi trong đợi, đến đợi thì mới được sự dạy dỗ. Chúa Giê-xu để lại cho chúng ta một câu chuyện thật là đơn giản và dễ hiểu, là câu chuyện của Ma-ri và Ma-thê. Hai người thấy Chúa đến nhà của mình, họ người nào cũng muốn tiếp đãi Chúa ấy, người nào cũng chăm sóc Chúa ấy. Nhưng mà một người thì lăn xăng lo đi nấu ăn, lo làm công việc. Tôi hỏi quý vị này, nấu ăn để tiếp Chúa tốt không? Tốt không? Quý vị nói lớn lên chút xíu, tốt không? Tốt chứ. Chăm sóc Chúa, bởi vì Ngài đến, Ngài cũng mang xác thịt như chúng ta. Cho nên Chúa đói, thì Thánh nhớ có nói lên Chúa đói không? Chúa đói vì Ngài mang xác thịt như tôi và quý vị. Chúa có thể không ăn được, bởi vì Chúa nói nếu mà lúc nào Ngài làm theo ý muốn của Cha thì Ngài không cần ăn. Nhưng mà bình thường có những lúc Ngài cũng đi giữa cái thế giới của loài người tội lỗi này, thì có mệt mỏi, có đói, Chúa cần nghỉ như chúng ta. Hai người nữ này, người lo lăn xăng lo nó làm ăn. Cho nên có nhiều người đọc cái đoạn kinh thánh này nói ô, nhưng mà Ma-thê thì lo nấu ăn, rồi Ma-ri thì ngồi nghe Chúa. Cái Ma-thê làm thì thấy chắc nặng nề quá, chắc nhiều việc quá, bà phải nấu nhiều món, chắc có lẽ vậy. Kinh thánh không có kể ra, nhưng mà có lẽ nhiều món quá, làm cái nỗi bực mình. Không những bực mình với Ma-ri ngồi đó không làm chi hết, nhưng mà bực mình cả với Chúa nữa. Nói Chúa ơi, sao mà Chúa nói em con đi giúp tôi, vì tôi thế này thế kia. Anh em chị em, nấu ăn hầu việc Chúa, làm việc nhà nhà, đó là điều tốt, đó là điều tốt. Nhưng mà đó không phải là điều tốt nhất, vì Chúa Giê-xu nói với Ma-thê như thế nào: Ma-ri đã chọn tốt nhất. Anh em chị em ơi, có những lúc ở trong cuộc đời của mình làm nhiều việc lắm, đó là cái gánh nặng, nhiều việc lắm, nhưng mà không phải việc nào cũng là việc tốt nhất cho linh hồn chúng ta. Amen. Làm việc nhiều đến nỗi không có thời giờ để đọc kinh thánh, làm việc nhiều đến nỗi không có thời giờ để cầu nguyện nữa. Cầu nguyện theo cái cách mà ngồi xuống 2-3 phút xong nói rồi nói Chúa nghe nghe chưa. Cầu nguyện xong xin hết tất cả mọi điều, xin rõ đủ điều đấy, xong rồi amen, đứng lên đi lên đó, đến nỗi như vậy. Ở đây lời Chúa nói như thế nào? Nếu mà chúng ta đối diện với trần thế này, chúng ta đối diện với sự khó khăn trong cuộc đời này, anh em chị ơi, chúng ta luôn luôn đối diện với nó. Bởi vì anh em chị em biết này, bây giờ là cái đợt dịch lệ thứ 5 nó đã bắt đầu rồi trên toàn thế giới, ngay cả nước Mỹ này, nhiều tiểu bang cái số người ô nhiễm bệnh
Corona nó đã bắt đầu cao lên. Chúng ta chỉ để tin tức và để cái lỗ tai mình, để con mắt mình vào những điều đó, thì anh em chị em ơi, sự sợ hãi nó sẽ đến, nó chiếm được tâm hồn mình, nó sẽ đặt gánh nặng trong tâm hồn của mình, trong tâm trí của mình, cảm xúc của mình, đến nỗi mình chỉ băn khoăn đi tìm cái này cái kia mà chúng ta không có gì giờ đến với Chúa nữa. Anh em chị em, rồi nghe tin tức Việt Nam thế nào, nghe tin tức ở Âu Châu như thế nào, nghe tin tức ở Mỹ như thế nào, đủ thứ tin tức, gốc lại nhiễm nhiều, chết nhiều. Anh em ơi, chị em ơi, những điều đó nó cũng là những gánh nặng cho chúng ta, nó chiếm hết cơ hội thì giờ của chúng ta đến với Chúa. Ở đây nói như thế nào? Người nào trông đợi, người nào trông đợi, người nào chờ đợi. Anh em chị em, trong tiếng Do Thái đó, cái chữ chờ đợi này nó có nghĩa như thế này. Cái chữ chờ đợi mà ở cái chỗ này được viết nó có nghĩa là như thế này. Nó có nghĩa là hy vọng, mong và hợp lại. Khi chúng ta đến với Chúa, khi chúng ta chờ đợi Chúa, chúng ta hy vọng. Và khi có đức tin thì sẽ có hy vọng. Đức tin, hy vọng. Hy vọng rằng nếu chúng ta chờ đợi Chúa, chúng ta nói chuyện với Chúa, chúng ta hy vọng Chúa sẽ nói chuyện với chúng ta. Amen. Chúng ta phải có sự hy vọng đó khi chúng ta ngồi, chúng ta chờ đợi Chúa. Nếu không có sự hy vọng rằng Chúa nghe chúng ta, Chúa muốn nói chuyện với chúng ta, thì anh em chị em ơi, chúng ta cứ việc nói rồi xong mình đứng lên, mình đi công việc bận rộn của mình một ngày. Mong đợi, chúng ta ngồi đó, chúng ta mong. Anh em chị em, đây là hình ảnh. Chẳng hạn bây giờ, cái hình ảnh này dễ hiểu nhất cho mọi người. Bây giờ hai người đang yêu nhau, có một cuộc hẹn. Đến với Chúa cũng như vậy, chúng ta có một cuộc hẹn với Chúa. Chúa là tình yêu, đúng không? Đúng không anh em? Ngày hôm nay chúng ta đến với Chúa, Chúa yêu chúng ta, rồi chúng ta nhận cái tình yêu của Chúa. Chúng ta là người yêu của Ngài, và Ngài là người yêu của chúng ta. Cho nên mỗi khi chúng ta gặp Chúa, đi cầu nguyện đó, tức là đi gặp Chúa đó, đó là lúc mà chúng ta, Chúa đã đến rồi, bây giờ phần chúng ta muốn được Chúa làm việc trong đời sống của mình, thì mình phải đến với Chúa, mà đến đợi, đợi giống như Maria đó, ngồi thì mới nghe được. Maria thì lúc đó Chúa còn ở trong thân xác, cho nên ngồi thì Chúa phán liền. Nhưng mà ngày hôm nay Chúa muốn chúng ta để ý cái nguyên tắc đó, nhưng mà đôi lúc cái thời gian rất là cần. Nếu mà chúng ta ngồi mà cái đầu nó đang bay xuống cái bếp, cái đầu nó đang bay đến cái chỗ làm việc, hay cái đầu nó đang bay đến cái chỗ một người nào đang làm một cái gì khó khăn cho mình đó, thì anh em chị em ơi, bây giờ Chúa có nói chúng ta cũng vẫn không nghe. Anh em chị em để ý không? Tại sao Chúa cần chúng ta tập trung vào? Tập trung khi mà ngồi đợi thì hy vọng cái người mình yêu sẽ đến đúng giờ, đúng không? Rồi mình mong cái người mình yêu, Chúa của chúng ta, rồi khi mà người đó đến rồi thì có sự hợp lại. Và cái chữ trông đợi ở trong Esai có nghĩa là như vậy. Nhưng mà trong Thi Thiên còn bốn cái chữ nữa, bốn chữ nữa có những ý nghĩa khác nhau. Ở trong Esai đoạn Thi Thiên đoạn 962 câu 1 thì nói cho chúng ta biết cái sự trông đợi đó nó như thế nào. Thi Thiên đoạn 62 câu 1: linh hồn tôi nghỉ an một mình nơi Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi tôi từ Ngài mà đến, tức là nghỉ yên, yên nghỉ. Cái sự trông đợi ở đây nói đến hình ảnh là yên nghỉ, ngồi đó, đừng có băn khoăn,
nghỉ ngơi hoàn toàn, đừng có lăng xăng việc này việc kia. Đó, nhiều khi chúng ta ngồi đến với Chúa, nhiều khi cái telephone nó bíp, cái mình bỏ đến mình chạy mình con, hoặc là rồi nếu mà cái telephone để bên cạnh đó, rồi ngày hôm nay anh em chị em ơi, đó là một cái phương tiện mà một là dùng tốt cho Chúa, hai là ma quỷ nó có thể dùng đến để nó với tay và quấy rối chúng ta trong những giây phút mà chúng ta chờ đợi Chúa. Cho nên hãy để nó đi xa mình khi mình đến trong sự cầu nguyện. Amen. Ngay trong lúc trong nơi thờ phượng này cũng vậy đó. Nhiều khi có những lúc tôi không nói với quý vị để dùng telephone để đọc kinh thánh nha, đừng ai hiểu lầm. Có những lúc mà có kinh thánh ở trong thì không nói chi hết, nhưng mà có những lúc chúng ta ngồi trong nơi thờ phượng nghe giảng rồi, hoặc là thờ phượng chúng ta mở telephone lên rồi mình coi Facebook có cái gì mới, hay là hình ảnh, hoặc là email, hoặc là cái này cái kia. Anh em chị ơi, nếu chúng ta đến với Chúa trong một cái tinh thần như vậy, trong đợi, thì làm sao Chúa có thể phán với chúng ta được? Chúa không thể làm nói chuyện với chúng ta được. Vì mình chia trí quá, mình không để ý. Đó, trong Thi Thiên đoạn 62, đó là cái câu có ý nghĩa. Tôi không muốn đọc cái tiếng Hebrew cho quý vị nghe, nhưng mà cái câu đó có ý nghĩa là dầu bây giờ chúng ta đang đợi mà chúng ta vẫn chưa thấy có mặt, hoặc là Chúa chưa phán với mình, hay là Chúa chưa làm một điều gì, thì cũng vẫn đợi. Đừng vội vàng đứng lên mà đi. Chẳng hạn như có thể Chúa muốn để cho mình học đợi Chúa, thế nên Chúa chưa nói vội vàng để chúng mình học. Rồi một câu nữa ở trong Thi Thiên 62 câu 5 thì nói rằng: hỡi linh hồn ta, hãy an nghỉ, nghỉ an nơi Đức Chúa Trời, và vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. Cái chữ nghỉ yên ở đây tức là đợi chờ. Và cái chữ đợi ở trong Thi Thiên 62 câu 5 này nó có là một chữ khác, nó có nghĩa là chúng ta phải tách rời khỏi khi mà chúng ta chờ đợi Chúa. Anh em chị em, chúng ta phải tách rời khỏi những cái gì ở xung quanh chúng ta, tách rời khỏi không gian, những hoạt động xung quanh chúng ta, có thể cần phải tách rời khỏi những người ở xung quanh chúng ta có thể quấy rầy chúng ta, rồi chúng ta tách rời cái tâm trí mình khỏi điều gì nó đang quấy rầy chúng ta trong sự suy nghĩ, cảm xúc chúng ta trong sự suy nghĩ. Thế nên cái sự tách rời, cái ý nghĩa của cái chữ chờ đợi này có nghĩa là tách rời ra, cắt khỏi thế gian. Anh em chị em, đó là lúc chúng ta nghĩ này, Chúa đến Chúa nói chuyện với Adam như thế nào, Chúa nói chuyện với Adam đủ thứ hết. Nhưng mà Chúa nói Adam nghe, Adam nói Chúa nghe. Không có một cái gì khác lúc đó chia trí họ hết, ngoại trừ họ nói chuyện với Chúa. Và Adam nói chuyện với Chúa, và Chúa nói chuyện với Adam. Anh em chị em, khi mà chúng ta đến trong đợi Chúa, đó chúng ta phải có một cái thái độ như vậy, tách rời khỏi. Anh em chị em, đây là cái trường hợp của tôi chia sẻ. Đối với tôi sáng sớm, khi xưa lúc mà còn đi làm việc ở ngoài, 5 giờ sáng đó là giờ tôi dậy. Rồi lúc đó con cái còn nhỏ, có một cái phòng, lúc đó chưa có ai ở hết. Tôi đi vô cái phòng đó, tôi chui vô cái chỗ mà để quần áo, lúc đó nó còn trống rỗng, chưa có gì hết. Tôi đóng cửa lại. Đó là cái thời giờ mà tôi cầu nguyện. Tôi ở với Chúa, tôi cầu nguyện cho đến, tôi nghĩ lúc đó còn không biết bao lâu, nhưng mà ít nhất 1 tiếng, 2 tiếng gì rồi có khi là cái đứa con mà tôi kể chuyện với quý vị gặp cái hoàn nạn mà Chúa trước đó, Chúa làm phép lạ cho nó. Lúc đó David, lúc đó 1-2 tuổi, lúc đó nó biết rồi,
thì nhiều khi nó đi nó tìm tôi, nó tìm nó biết cái chỗ tôi nó chui vô thì tôi cho nó ngồi đó cùng với tôi không biết. Đó là cái công việc của tôi. Tôi chia sẻ với quý vị đó là cái thực tế nhất tôi làm. Ở đây cái tiếng bằng chờ đợi thứ hai có nghĩa là tách rời, cắt đứt khỏi những gì vướng vào chúng ta để rồi chúng ta muốn trọn về giây phút đó cho Chúa. Và cái chữ thứ tư nữa có nghĩa là cái chữ thứ nhất mà chữ thứ nhất mà được nói đến là cái chữ mà chúng ta nghe trong Esai đoạn 40 câu 31, có nghĩa là hy vọng, mong đợi và gặp gỡ nhau, tức là có sự giải ngược lại, hợp lại. Và tôi nhắc lại cái chữ thứ hai có nghĩa là yên tĩnh. Cái chữ đó ở trong Thi Thiên đoạn 46, những chỗ khác cũng có nữa, nhưng mà đó là những câu mà có những cái chữ cho chúng ta thấy cái ý nghĩa của 46 câu 10. Và 46 câu 10 thì nói như này: hãy yên lặng vì biết rằng ta là Đức Chúa Trời, ta sẽ được tôn cao trong các nước cũng như sẽ được tôn cao trên đất. Tại sao Chúa nói hãy yên lặng? Tại vì nhiều khi mình đến với Chúa mình chỉ nói thôi mà mình không để cho cơ hội Chúa nói cho mình. Nên Chúa nói yên, nín đi, vì ta là Đức Chúa Trời, nín đi, không nói nhiều nữa thì ta mới nói cho ngươi nghe. Cái đó là lời của tôi. Tôi diễn dịch trong cái ý nghĩa. Anh em chị em ơi, có những lúc chúng ta phải yên lặng. Và lúc yên lặng đó là lúc mà chúng ta sẽ được Chúa nói chuyện với chúng ta qua tâm trí của mình, qua cảm xúc của mình. Chúa nhắc nhở những lời nào Chúa cần nhắc nhở chúng ta qua lời của Chúa. Và cái chữ thứ hai mà chúng ta đã đọc qua là trong Thi Thiên đoạn 62 câu 1 là vẫn đợi chờ, mặc dầu có thể Chúa chưa đến, nhưng mà đừng bỏ qua cái thói quen đó. Ngày hôm nay có thể chúng ta chưa nghe Chúa nói với chúng ta một điều gì, nhưng mà vẫn trong đời Ngài, đừng bỏ ngày mai, đừng bỏ cuộc, cho đến khi nào chúng ta nghe được, chúng ta đón nhận được lời của Chúa đến với chúng ta. Anh em ơi, chị em ơi, Chúa luôn luôn mong mỏi có sự thông công với chúng ta. Bằng cớ trong Thi Thiên đoạn 8 nói rằng Chúa lấy làm khoái lạc nơi con cái nòi. Chúa khoái lạc cái Ngài giao thông với chúng ta. Tại sao vậy? Vì chúng ta mang hơi thở của Ngài, chúng ta mang sự sống của Ngài, cho nên Ngài muốn giao thông với chúng ta. Chứ không phải chúng ta tốt đẹp chứ, nhưng mà Ngài yêu thương chúng ta, cho nên Ngài muốn giao thông với chúng ta. Cái chữ cuối cùng mà tôi đã nhắc rồi, tôi nhắc lại đó là cắt đứt. Cho nên chúng ta cần một nơi. Cái sự cắt đứt đó nó có thể bằng hình ảnh là một cái nơi biệt lập. Như Chúa Giêsu nói, đóng cửa kín lại. Đóng cửa kín đó cũng có nghĩa là cửa kín trong cái tâm hồn của chúng ta, xa cách mọi sự quấy rầy tâm trí của chúng ta, cảm xúc chúng ta. Nhớ đó không phải là lúc mà chúng ta ngồi nghĩ đến cái cách để chúng ta giải quyết vấn đề gì, không. Đó là lúc mà tất cả những điều đó phải được buông bỏ hết. Anh em chị em, đây là cái cách mà Chúa dạy tôi chia sẻ thôi. Cái phần đầu tiên, anh em chị em muốn nói gì là cứ nói. Cầu nguyện Chúa, cảm ơn Chúa, nói tất cả những nhu cầu của mình, của gia đình mình, của anh em chị em mình, của bà con mình, của Hội Thánh, trong bất cứ những nhu cầu nào chúng ta biết được, hãy đến nói với Chúa trong giai đoạn đầu. Kế đến, những anh em chị em nào đã được có cây một đường thiên linh, thì cái phần tiếp theo hãy nhớ, hãy sử dụng cái ngôn ngữ cầu nguyện trong tiếng Anh. Bởi vì điều đó sẽ giúp chúng ta yên lặng cái tâm hồn của mình, cái tâm trí của mình, cái cảm xúc của mình, và những cái gì mà
nó cứ chạy trong cái đầu của mình khi mà chúng ta ngồi xuống cầu nguyện, thì đó là lúc mà chúng ta sẽ được đi đến sự yên tĩnh. Rồi sau đó, đó là cái giây phút chúng ta không nói gì hết, không ngồi trong cầu nguyện nữa, chúng ta yên tĩnh và chúng ta nói: "Chúa dạy dỗ con điều gì, xin Chúa phán." Thì đó là lúc mà chúng ta cần phải giữ sự yên tĩnh. Yên tĩnh cả trong cái sự, nếu mà được, sự cử động càng tốt. Rồi yên tĩnh trong cái tâm hồn của mình. Tại vì khi mà chúng ta cầu nguyện tiếng lại, Thần Linh của Đức Chúa Trời sẽ đến giúp sức chúng ta để cho cái tâm hồn của mình, cho cái cảm xúc của mình nó lắng đọng xuống. Nói một cách giống như là nó được chống trả để Chúa đến tự do với chúng ta. Và khi chúng ta làm như vậy được thì chúng ta sẽ bắt đầu được nghe tiếng mà Chúa đến với chúng ta, Chúa phán, Chúa dạy. Có thể là lời nhắc nhở về lời Chúa, có thể là một cái ý tưởng gì mà chúng ta đang chờ đợi Chúa đến với chúng ta. Và khi chúng ta làm công việc đó, đây là cái điều mà được nhắc nhở. Cái thái độ của chúng ta là phải hạ mình, phải nhận biết mình đang mệt mỏi, cần được sự phục hưng trong đời sống cá nhân, khao khát phải hết lòng, mình trông đợi tức là mình phải khao khát. Hai người yêu nhau mà họ ngồi họ đợi nhau, tức là họ khao khát được gặp gỡ nhau, được gần gũi nhau, được họp lại với nhau. Chúng ta phải có cái thái độ như vậy khi chúng ta đến trong sự chờ đợi Chúa. Rồi như lời Chúa cũng nhắc nhở anh em trên chúng ta, nếu chúng ta không nên thánh thì chúng ta không thể nào thấy Chúa được. Điều đó có nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là tất cả những gì yếu đuối, tội lỗi, vấp ngã trong cuộc đời của chúng ta, trước những giây phút đó, hãy nhớ đến với Chúa giải quyết những vấn đề, đừng để nó ngăn trở. Trong Thi Thiên đoạn 19 nói đến bốn cấp độ của tội lỗi. Cấp độ đầu tiên là lầm lỗi, cấp độ thứ hai là không biết, cấp độ thứ ba là tội ý, tội đó là mười điều răn đó, cấp độ thứ tư là coi như không còn có sự tha thứ. Cho nên tất cả những điều gì đó là lúc mà giải quyết với Chúa, đừng để sự ngăn trở. Cho nên tốt hơn hết mình nhớ cái điều đó được làm lúc mà chúng ta còn đang nói. Chúa sẽ nên nhắc mình điều gì cần xin Chúa tha thứ, cần tha thứ cho người khác, thì đó là lúc chúng ta nên làm. Tôi chỉ nói đến cái thái độ thôi. Và đến nơi kín đáo, ở trong Thi Thiên đoạn 94 câu 1 thì lời Chúa nói như là: "Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao thì sẽ ở dưới sự che phủ của Chúa." Mà khi Chúa che phủ mình thì Ngài sẽ bắt đầu nói chuyện với chúng ta. Chúng ta nhớ kêu ông Mô-xê đi lên núi không? Chúa phủ đến như một cái áng mây, đó là lúc mà Chúa nói chuyện với Mô-xê từ trên, Ngài bao phủ. Cho nên Thi Thiên 91 là dạy chúng ta đến một cái đời sống cầu nguyện, đời sống chờ đợi. Và có lời hứa của Chúa là Ngài bảo vệ chúng ta. Anh em chị em, nếu chúng ta dành nhiều thời giờ cho thế gian thì chúng ta sẽ gặp được những gì thế gian muốn chúng ta gặp. Nếu chúng ta dành thời giờ cho Chúa thì chúng ta sẽ gặp được kết quả mà Chúa muốn chúng ta gặp. Ai gieo cái gì thì gặp cái đó. Người nào gieo thánh lời của Chúa thì sẽ gặp kết quả của lời của Chúa. Còn gieo lời của thế gian, câu chuyện của thế gian, chúng ta sẽ gặp được gì? Thế gian có cái gì cho chúng ta? Có sự sợ hãi, có sự tuyệt vọng, có sự cay đắng, có sự ganh ghét, có tất cả những điều mà chúng ta không muốn. Hãy đợi, và Chúa muốn gần gũi chúng ta lắm. Anh em chị em nhớ, nếu không thì Chúa chẳng phải đến với Adam mỗi buổi chiều làm gì hết.
Chúa muốn gần gũi chúng ta. Trong Kinh Thánh có một cái sách mà không có nói gì đến Chúa nữa, sách Giá Ca, anh em xem cái câu chuyện đã nói đến tình yêu của Chúa và con người. Trong Ê-phê-sô thì Thánh Phao-lô nhắc đến Chúa dùng hình ảnh gì, Hội Thánh và Chúa Giê-su Christ. Chúa dùng hình ảnh tình yêu người vợ và người chồng, người vợ và người chồng, đó là sự mầu nhiệm của Hội Thánh và Đấng Christ, tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta gần gũi Ngài, và chúng ta cũng muốn nghe tiếng của Chúa, phải không anh em chị em? Phải không? Chúa, chúng ta muốn Chúa nói chuyện với mình, phải không? Hãy học chờ đợi. Nhớ nha, bốn điều. Ngoài từ cái thái độ, bốn điều là hy vọng, mong đợi và sẽ được hiệp lại với Chúa. Mà muốn được điều đó thì cần phải yên lặng lúc mà chúng ta gọi là chờ đợi để Chúa phán mình. Đừng nói nhiều, chúng ta nên nói điều gì mình muốn, xin trước rồi chúng ta muốn Chúa trả lời hay muốn hướng dẫn, yên lặng. Mà nếu Chúa chậm đến, đừng bỏ cuộc. Nếu ngày hôm nay chưa nghe, ngày mai, ngày mốt, cho đến khi nào chúng ta nghe. Kế đến phải cắt rời ra khỏi cái thế giới mà khiến chúng ta mang gánh nặng, khiến chúng ta vương vấn cái tội lỗi, để rồi chúng ta mới nghe. Cha ơi, chúng con gọi khen Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài rất tuyệt vời cho mỗi chúng con. Lời Chúa yêu dấu và cùng anh em chị em chúng con, đem tất cả chúng con đến sự gần gũi Chúa luôn mỗi ngày. Lạy Chúa Thánh Linh, xin hãy dạy dỗ tất cả chúng con, mỗi người, Chúa ơi, anh em chị em, những người có mặt ở đây, những người có mặt trên đường dây trực tuyến, Chúa ơi, lạy Chúa, xin thần linh của Ngài đụng chạm đến họ, Chúa ơi, đem chúng con đến sự gần gũi Ngài. Lạy Chúa, dạy chúng con đi vào sự chờ đợi Chúa, để rồi Ngài hứa với chúng con rằng chúng con sẽ như chim ưng bay cao và nhìn thấy tương lai, những điều gì mà Ngài muốn bày tỏ về tương lai. Và nếu trong cuộc đời này có những điều chúng con cần phải chạy nhanh, thì Chúa ơi, sức lực của Ngài cũng bao cho chúng con. Và nếu có những điều mà chúng con cần phải đi và bền đỗ, thì không mệt mỏi trong hành trình đó. Chúng con cảm ơn Chúa vì đó là lời hứa của Ngài. Nếu chúng con trong đời Ngài, rồi chúng con đón nhận điều này, chúng con tin điều này, lạy Chúa, xin hành động trên đời sống anh em trên chúng con, để rồi đời sống chúng con thực sự mỗi người chúng con đọc sự trong đời Ngài, vì Chúa muốn nói chuyện với mỗi chúng con trong những giây phút riêng tư và biệt riêng. Con cảm ơn Chúa. Anh em chị em nói với Chúa đi, chúng ta nói chuyện, nói với Chúa, xin Chúa giúp mình. Nếu chúng ta chưa thực hành sự cầu nguyện bằng những điều như vậy, thì hãy thực hành với anh em chị em. Cầu nguyện bằng ngôn ngữ hiểu, cầu nguyện bằng ngôn ngữ Chúa ban cho, rồi đi vào sự yên tĩnh tập để nghe tiếng Chúa với chúng ta. Chẳng có gì khó khăn hết, nhưng mà cần chúng ta kiên nhẫn, cần chúng ta chờ đợi, cần chúng ta vâng phục. Cảm ơn Chúa ở cùng tất cả anh em chị em chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa gìn giữ chúng con trong một tuần lễ mới, trong sự bình an. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Chúa chúc phước cho anh em chị em.